Công đoàn ngành y tế Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017-2023, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngành y tế Hà Tĩnh vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động ngành y tế hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, xây dựng ngành y tế Hà Tĩnh phát triển vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn ngành y tế Hà Tĩnh thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội. Các đơn vị trong toàn ngành bị ảnh hưởng nặng nề do vừa phải chống dịch, vừa phải đảm bảo công tác khám, điều trị bệnh cho nhân dân. Sức khỏe, việc làm, đời sống của đoàn viên, nhân viên y tế do đó cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng vượt lên tất cả, Công đoàn ngành y tế đã ghi dấu ấn một nhiệm kỳ với những kết quả nổi bật. Kết quả đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự đoàn kết, vượt khó, đổi mới, sáng tạo của Ban chấp hành Công đoàn và sự nỗ lực, sẵn sàng hy sinh của đội ngũ đoàn viên Công đoàn. Khó khăn, thách thức gần như suốt cả nhiệm kỳ, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Công đoàn ngành y tế đã biến khó khăn thành hành động, tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới tổ chức thực hiện, có chất lượng, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội 14 Công đoàn ngành y tế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và Nghị quyết Đại hội 18 Công đoàn Hà Tĩnh. Nổi bật nhất trong nhiệm kỳ là dấu ấn của một hành trình chia lửa không thể quên đối với đoàn viên Công đoàn ngành y tế, nhất là những đoàn viên trực tiếp tham gia chống dịch COVID-19 tại những điểm nóng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, gần 300 đoàn viên Công đoàn đã xung phong chi viện cho các tỉnh Bình Dương, Nghệ An. Mồ hôi và cả nước mắt đã rơi. Có những đoàn viên đã mắc bệnh, nhưng tất cả đều sẵn sàng tinh thần chiến đấu, giữ an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân. Bản thân tôi là một cái đoàn viên của Công đoàn ngành y tế cũng như tất cả những cái đoàn viên khác. Thì khi mà có dịch COVID xảy ra thì anh em chúng tôi luôn nghĩ rằng ở đâu có dịch thì ở đó có chúng tôi. Khi được nhận mệnh lệnh dù thời gian rất ngắn, nhưng chúng tôi luôn lúc nào trong tâm thế cũng luôn sẵn sàng. Từ tinh thần đến sức khỏe và chuyên môn để nhằm phục vụ nhân dân. Chỗ nào mà có dịch thì chúng tôi sẽ có ở chỗ đó và khi nào hết dịch thì chúng tôi sẽ trở về. Với 17 công đoàn cơ sở trực thuộc, có tổng số gần 2.500 đoàn viên. Trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành y tế đã trải qua một hành trình đầy khó khăn, thử thách. Đó là chiến đấu với đại dịch chưa có trong tiền lệ COVID-19. Trong suốt thời gian chống dịch, gần như 100% đoàn viên, nhân viên y tế đã ngày đêm nỗ lực vượt khó để vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm bảo phòng chống dịch. Nhiều đoàn viên, nhân viên y tế xung phong vào các khu cách ly, thực hiện nhiệm vụ thu dung, điều trị, cách ly bệnh nhân nhiễm COVID-19, sẵn sàng tăng cường cho chiến dịch tiêm chủng toàn dân, hỗ trợ đơn vị bạn trong truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm. Với trách nhiệm và tinh thần đoàn kết cao, các đoàn viên Công đoàn ngành y tế đã góp phần cùng Hà Tĩnh khống chế thành công dịch bệnh, đảm bảo an toàn, ổn định, đưa cuộc sống người dân về trạng thái bình thường mới. Trong hành trình chia lửa đó, các cấp công đoàn đã luôn đồng hành cùng đoàn viên của mình vượt qua đại dịch. Chung tay với toàn ngành, Công đoàn ngành y tế đã vận động các tổ chức, cá nhân kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phòng chống dịch. Công đoàn ngành đã trao tặng các suất quà, đồ bảo hộ, thuốc men cho đội ngũ nhân viên y tế chi viện các tỉnh phía Nam, trị giá gần 300 triệu đồng, mua bảo hiểm an toàn cho 450 nhân viên y tế với tổng giá trị gần 200 triệu đồng, chung sức động viên cho 7 tập thể và 1.640 đoàn viên tham gia chống dịch có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 1,2 tỷ đồng.
các công đoàn cơ sở cũng đã có những hình thức động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến đóng góp đặc biệt cho công tác phòng chống dịch. Từ đó, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng cao, là chỗ dựa tin cậy cho người lao động. Trong giai đoạn mà chúng tôi tham gia phòng chống dịch COVID vừa qua, thì chúng tôi luôn luôn nhận được sự quan tâm động viên, chia sẻ khích lệ từ phía công đoàn ngành y tế, cũng như là công đoàn cơ sở trung tâm kiểm soát bệnh tật. Sự động viên đó không chỉ là về mặt tinh thần, mà chúng tôi còn nhận được sự động viên khác về vật chất như đồ ăn, nước uống, các trang thiết bị bảo hộ cá nhân như khẩu trang, kính che mặt và trang bị bảo hộ để chúng tôi có thể đáp ứng được cho công tác phòng chống dịch. Những cái sự khích lệ về mặt vật chất và tinh thần đó đã đem đến cho chúng tôi kịp thời những cái động lực để có thêm sức mạnh và sức cống hiến hết mình cho công tác phòng chống dịch. Công đoàn ngành y tế quản lý 17 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số gần 2.500 đoàn viên, với phương châm để người lao động có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi ngày càng tốt hơn. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên người lao động luôn được các cấp công đoàn quan tâm bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Trên 1.000 lượt đoàn viên người lao động khó khăn, ốm đau, bị tai nạn lao động đã được hỗ trợ với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Tết sum vầy, tạo dấu ấn trong hoạt động của công đoàn trong việc chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động. Chương trình phúc lợi đoàn viên với nhiều thỏa thuận được ký kết có lợi hơn cho đoàn viên công chức, viên chức lao động. Hàng năm có từ 800 đến 1.200 lượt đoàn viên được hưởng lợi từ chương trình phúc lợi đoàn viên với tổng số tiền từ 100 triệu đến 150 triệu đồng trên năm. 16 gia đình được hỗ trợ từ quỹ xã hội công đoàn ngành y tế với tổng số tiền 450 triệu đồng. Với sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn, nhiều ngôi nhà mái ấm công đoàn đã mang hơi ấm, hạnh phúc, bình yên thực sự cho những gia đình nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Bản thân tôi một mình nuôi con, hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để làm nhà, nhờ sự giúp đỡ từ quỹ mái ấm công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, giúp đỡ một phần kinh phí để mẹ con làm một căn nhà khang trang ấm cúng. Hiện giờ tôi chỉ hiện giờ tôi chăm lo nuôi các cháu ăn học và yên tâm công tác. Một trong những nhiệm vụ mà các cấp công đoàn ngành y tế đã làm tốt trong nhiệm kỳ đó là kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Mọi kiến nghị và đề xuất của đoàn viên người lao động tại các công đoàn cơ sở đều được Ban chấp hành công đoàn các cấp lắng nghe, xem xét, giải quyết, đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị công chức viên chức lao động hàng năm. Công đoàn chính quyền các cấp cũng đã phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại với người lao động, từ đó lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kịp thời giải đáp, điều chỉnh các chính sách, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, đoàn viên. Trong 5 năm qua, công đoàn ngành phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát, thực hiện chế độ chính sách lao động tại 22 đơn vị trong ngành, triển khai 12 cuộc giám sát chuyên đề, qua đó đã phát hiện, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, các chính sách pháp luật cho người lao động, đặc biệt là các chính sách về lao động nữ, về chế độ hỗ trợ bữa ăn ca, đảm bảo chất lượng, việc thực hiện pháp luật về quan hệ lao động được xây dựng và thực hiện thông qua thỏa ước lao động tập thể. Qua kiểm tra, giám sát, các công đoàn cơ sở doanh nghiệp luôn chủ động đối thoại định kỳ, thực hiện tốt mọi pháp luật về lao động, đặc biệt đảm bảo mọi chế độ chính sách có lợi hơn cho người lao động, thực sự xây dựng được mối quan hệ ba bên hài hòa, ổn định, phát triển bền vững. Việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể tại công ty cổ phần Dược là dựa trên một cái nguyên tắc bình đẳng, minh bạch và đảm bảo là đôi bên cùng có lợi. Đối với người lao động thì công đoàn là ưu tiên nhất, đó là việc đưa các cái điều khoản về việc làm và thu nhập cho người lao động. Cái thứ hai là các cái chế độ chính sách như chế độ nâng lương, rồi các cái chế độ phúc lợi, đặc biệt là các cái chế độ về
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là đặc biệt là quan tâm. Cái thứ hai thì ngoài cả cái chế độ cho người lao động thì công đoàn cũng xây dựng về cái thời gian làm việc, về chế độ nghỉ ngơi, chế độ nghỉ phép, rồi thì an toàn vệ sinh lao động. Những cái điều khoản này thì được ưu tiên hàng đầu trong cái thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh những hoạt động chăm lo về lợi ích, công đoàn chú trọng tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thu hút đông đảo đội ngũ đoàn viên người lao động hưởng ứng tham gia. Trong nhiệm kỳ, công đoàn ngành đã tổ chức giải bóng chuyền hơi ngành y tế mở rộng các năm 2019, 2022 và năm 2023 với hơn 600 lượt đoàn viên tham gia, thu hút hàng ngàn lượt khán giả đến cổ vũ. Tại các công đoàn cơ sở cũng đã có nhiều hoạt động sôi nổi và ấn tượng như hội thi áo dài qua ảnh năm 2021, đoàn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt giải nhất cấp tỉnh, hội thi duyên dáng áo dài năm 2023, đoàn viên Bệnh viện Phục hồi chức năng đạt giải 3, hội thi nấu ăn giỏi tại Bệnh viện Y học cổ truyền. Qua những hoạt động phong trào đã tạo sân chơi bổ ích, giao lưu, tăng cường tinh thần gắn kết giữa các đoàn viên công đoàn. Chiếm tỷ lệ 70,2% so với tổng số lao động trong toàn ngành, nữ công chức, viên chức lao động ngành y tế luôn là lực lượng tích cực và nòng cốt trong các hoạt động của ngành y tế, đặc biệt là phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Những hoạt động phong phú của ban nữ công các cấp thực sự là sân chơi hấp dẫn, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo đoàn viên công đoàn nữ tham gia, giúp chị em thoải mái về tinh thần, yêu ngành, yêu nghề, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cũng từ đó xuất hiện những tấm gương cán bộ công chức, viên chức, lao động nữ tài năng, điển hình, tiêu biểu với những cống hiến xuất sắc trong lãnh đạo quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo, phòng bệnh và chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dù ở bất kỳ cương vị nào, nữ cán bộ ngành y tế luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng cống hiến công sức, trí tuệ vào sự nghiệp chung của ngành như nữ đoàn viên, bác sĩ Bùi Thị Mai Hương, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, đạt danh hiệu Phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng. Nữ đoàn viên Phạm Thị Phương, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Bệnh viện Phục hồi chức năng, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh điển hình học tập và làm theo Bác. Từ những việc làm, những nỗ lực của nữ cán bộ, công chức, viên chức lao động ngành y tế Hà Tĩnh đã góp phần vào thành công của các phong trào do công đoàn ngành phát động. Trong 5 năm qua, luôn có trên 95% nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà cấp cơ sở. Trên 85% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tại địa phương. Trách nhiệm của người đứng đầu thì chúng tôi luôn xác định là phải quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần để ổn định cái tâm tư, nguyện vọng và tư tưởng làm việc cho cán bộ, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn hiện nay của ngành y tế. Thì thời gian vừa qua, phối hợp với tổ chức công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy bệnh viện thì chúng tôi đã tổ chức tốt các cái công việc liên quan đến việc làm đời sống của người lao động. Cụ thể về mặt vật chất thì chúng tôi ổn định thu nhập cho cán bộ, đảm bảo với tiêu chí là năm sau cao hơn năm trước. Mặc dù hiện nay là bối cảnh khó khăn của bệnh viện nói riêng và của ngành y tế nói chung, đặc biệt là đối với các cái đơn vị tư chủ nhóm 2 như chúng tôi. Bên cạnh đó thì chúng tôi tạo được sân chơi cho người lao động thông qua tổ chức công đoàn, đó là các cái hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là quan tâm tới hai chương trình lớn của tổ chức công đoàn, đó là tổ chức Tết Sum Vầy và thứ hai là tổ chức các cái hoạt động nhân tháng công nhân, để qua đó khơi dậy cái đam mê cũng như cái nhiệt huyết nghề nghiệp cho người lao động. Công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của tỉnh, ngành và công đoàn cấp trên đã được công đoàn ngành quan tâm và triển khai đa dạng với nhiều hình thức như tổ chức 6 hội nghị phổ biến và tư vấn pháp luật cho 680 lượt người, thành lập và duy trì trang fanpage Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh với hàng nghìn lượt người tương tác, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị Học Bác lòng ta trong sáng hơn với các hình thức như tọa đàm, thi tìm hiểu, mời diễn giả nói chuyện về thân thế, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Bác, gắn với tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động thực hiện chủ đề công tác hàng năm của tỉnh, ngành và của tổ chức công đoàn. Các hoạt động thiết thực mang ý nghĩa chính trị sâu sắc
đã góp phần củng cố, bồi dưỡng niềm tin của người lao động đối với Đảng, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ đoàn viên công đoàn trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Từ những hoạt động đó, qua sự bồi dưỡng, giới thiệu của các cấp công đoàn ngành y tế, 160 đoàn viên công đoàn ưu tú đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở hàng năm trên 95% xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 20 đến 25% đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ những dấu ấn đậm nét của một nhiệm kỳ, với những nỗ lực đồng hành cùng đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở đã đạt nhiều thành tích như cờ thi đua, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam, bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh, danh hiệu cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Nhiều đoàn viên được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và nhiều phần thưởng danh hiệu thi đua cao quý khác. Đó là phần thưởng xứng đáng và cũng là động lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ của công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trong cái nhiệm kỳ 2023-2028 thì công đoàn ngành y tế tiếp tục đặt ra mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện, xây dựng đội ngũ và cán bộ công đoàn có năng lực và có trách nhiệm để thích ứng và giải quyết tốt các vấn đề đặt ra trong những cái tình huống mới phát sinh, thực hiện tốt cái chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức công đoàn trong cái việc bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động và đóng cái vai trò cầu nối giữa Đảng, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ công nhân viên người lao động với cái tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển vì quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động trong nhiệm kỳ 2023-2028 thì cả cấp của công đoàn ngành y tế và đội ngũ cán bộ công nhân viên chức người lao động sẽ đoàn kết vượt qua khó khăn, cùng cấp ủy chuyên môn của ngành y tế thi đua lao động sản xuất và công tác tốt để góp phần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành y tế Hà Tĩnh tự hào vì đã giành được nhiều kết quả quan trọng, được Đảng, chính quyền và người lao động tin tưởng. Đó cũng chính là động lực để Công đoàn ngành y tế tiếp tục ra sức thi đua, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, vì quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của ngành y tế, của tỉnh và đất nước. Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù trong cái điều kiện có những khó khăn ảnh hưởng đến phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn của ngành y tế, như đại dịch COVID-19, một số chính sách liên quan đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, nhưng với cái cách làm sáng tạo, có nhiều đổi mới, công đoàn ngành y tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào cái kết quả chung của công đoàn toàn tỉnh. Một số hoạt động nổi bật đó là bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, chăm lo cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế với cái hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt các cái phong trào thi đua yêu nước của ngành và góp phần vào cái sự phát triển của ngành y tế trong thời gian vừa qua. Ghi nhận những cái kết quả đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen và được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen nhiều năm. Chúng tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ mới với cái khí thế mới, Đại hội Công đoàn ngành y tế sẽ thành công tốt đẹp và là dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của phong trào công nhân viên chức lao động.